Rồi. Em ngồi đây. Lúc này đi đứng thấy dễ chịu nhiều chưa? Dạ. Em bị đau cổ thôi. Ừ. Với lại đau lưng dữ. Ừ. Bây giờ là cái lưng của em với cái cổ của em bớt còn 2% rồi. Ừ rồi, còn chút xíu thôi ha. Nhưng mà đã chữa cái là đi cho ngon luôn, đúng không? Rồi. Bây giờ đi đi. Đi đi. Rồi. Rồi. Bữa nay thấy đi có khá hơn rồi ha. Dạ. Rồi. Rồi đi nhanh được không? Rồi đi rất là ngon lành. Cái tướng này coi như vậy là ăn tiền mà. Đi mà thấy rất là oai. Ok. Bữa nay chữa ráng làm một lần nữa cho nó hết ha. Ok. Sẽ phải đi lại bình thường thôi chứ đi vậy cũng coi kỳ lắm. Ok. Vậy còn làm gì nữa? Quê đâu? Bình Thuận nha. Bình Thuận, rồi được rồi. Bình Thuận là đi nữa là quê của ông gì hả? Hàng xóm hay xóm? Đấy, cùng quê đó. Đấy, bên này ok, cái lên cái cậu sống lên lần nữa. Nó ngon lành coi sao. Cũng không có mất công ha, đi một trận thì mà nghe nó nhẹ nhõm ha. Rồi. Ok, đẹp lắm rồi. Rồi, đi vào. Đó. Đó ghê, nó bị chèn cuộc sống vậy mà nó cực ghê không? Rồi, ta này. Bữa nay phải ngon ha. Rồi, nằm xuống đi. Hai người. Rồi, nằm xuống đi. Đó, cái này lên, đó. Đấy. Rồi. Em bên dưa giúp dùm đi. Đẩy hai đó, đẩy dễ nha. Giờ nó cái cuộc sống cho nó trở lại bình thường mới được. Hồi xưa là cuộc sống bị gì, do gì quá nè. Tự nhiên vậy hả? Wow. Nằm đi. Nghe làm sao? Nghe đã quá ha. Rồi xích lên đi xíu. Rồi nằm đi qua. Rồi cố gắng nha. Hết ha. Nghe sao? Nghe ru hả? Rồi, thẳng cái chân ra. Đó. Ráng đi. Rồi, ơi, bữa nay còn cái gì là dữ dằn lắm rồi, đúng không? Rồi, co chân lên. Đó, bên đây cái chân cẳng đâu khác nè. Thấy không? Rồi, cái rõ ha. Rồi đứng dậy coi. Trời ơi. Sao nghe đã không? Nghe thế nào nói đi. Không tưởng tượng nổi. Đau nhưng mà dễ chịu. Đau nhưng mà dễ chịu ha. Rồi bây giờ có thể xuất phát đi ngon lành rồi đó. Đây. Đấy. Bắt
mặc dù là vậy nhưng mà nó không có giống như ban đầu ha. Rồi em đi nhanh thử, em dám đi không? Đi nhanh được rồi ha. Đi nhanh được ha, mà cứ đi tâm sửa cái ra trước khi về. Tức là đi nhanh được nhưng mà không có bị chuối như hồi trước hay sao? Dạ, không có bị giật như là đợt con đi nhanh là giật cái răng là nó té. À, còn bây giờ đi nhanh không có gì bị giật. Mà thấy nó cứng hơn. Hả? Thấy cái chân nó cứng hơn. Thấy chân nó cứng hơn. À. Rồi nằm xuống đi. Làm thêm lần nữa. Thời trước khi về chia tay. Ghế gỗ, ghế gỗ. Không có ghế gỗ đâu rồi. Đây, nằm cứ hai chân cái đây. Rồi, lùi, đó, ok. Rồi cái này bây giờ chỉnh cuộc sống lại nha. Đã quá, nghe đã. Rồi vô rồi đó. Đó. Đã ghiền hả? Bữa nay đẹp quá rồi. Không, bữa nay không có đi nhanh nha, mà bữa nay chạy chạy nha. Rồi em xuống được rồi đấy. Rồi mọi người tránh ra chút xíu, trống chút cho cô này cũng chạy nhanh đi xíu coi, để người nào té chạy cô này. Rồi em cứ đi đó, rồi chạy cho lên đó. Đó, ngon lành ha. Rồi đi chúng gần mẫu rồi. Ồ đúng rồi. Tức là quay người lại mà không té. Quay lại là không té. Lúc trước quay lại là không quay được. Tức là quay không được. Không quay, quay được. Quay chỉnh cái dễ quay rồi. Bây giờ tự quay lại. Quay ngon lành. Bây giờ quay vòng thử anh. Dám không? Quay lại được rồi. Đó. Oh. Đó. Thôi thôi. Về vui vẻ. Rồi được rồi. Nha. Yeah. À, tôi nói.